coi mọi người có thể nhìn thấy là đây là toàn bộ tất cả những cái thành phần linh kiện bên trong của Mi Note 10. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy được là đây là một cái nắp lưng của nó được làm bằng kính cooling glass 5. Và cái điểm đặc biệt là mọi người có thể thấy là nó sẽ được bắt cong, thưa quý vị. Nó không phải là cái dạng phẳng hoàn toàn, và kính để mà bắt cong như vậy rất là khó. Thì đây là kính cường lực cooling glass 5. Bên trong chút xíu nữa thì chúng ta có thể thấy đây là cái cụm NFC của nó. Thì nó sẽ cho phép cho chúng ta kết nối được NFC qua cái cụm này. Và vào bên trong một chút xíu nữa thì quý vị có thể thấy được là nó sẽ có hai cái cụm flash được. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm flash soft light và một cái cụm flash là bình thường, cụm flash kép bình thường chúng ta, nó sẽ được kết hợp chung với lại cái lớp bảo vệ thấu kính của chúng ta. Và cái cụm flash kép này nó sẽ dành cho những trường hợp, ví dụ như là cái ánh sáng mềm thì nó sẽ dành cho những trường hợp ánh sáng nó quá mạnh là làm cho hình chúng ta cháy sáng, thì nó sẽ sử dụng ánh sáng soft light này. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy được là đây là cái cụm camera, năm camera này nó sẽ được bảo vệ bởi một cái lớp khung kim loại, quý vị. Lớp khung kim loại rất là chắc chắn ở đây. Năm camera và năm camera nó sẽ được xếp hàng dọc với nhau. Ở trong đó thì chúng ta có thể thấy được là cụm camera chính có kích thước cực kỳ lớn, và nó lớn, chúng ta có thể thấy được bằng thường luôn. Nó lớn gấp đôi so với lại những cái loại camera khác trên thị trường, và ngay cả cái dãy camera của chính nó luôn, quý vị. Còn ở đây chúng ta sẽ có cái camera trước là có độ phân giải 32 MP luôn, với tất cả những cái thành phần ở trong đó. Đây là cục rung của nó, thưa quý vị. Đây cục rung của nó,